Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 3 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình thời sự hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Từ ngày 1 tháng 7, Chính phủ đã điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng trên tháng lên 2,34 triệu đồng trên tháng. Sau gần 5 tháng điều chỉnh lương cơ sở, nhiều chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh cũng đã tăng theo lương. Hiện nay trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đang triển khai thi công rất nhiều dự án chỉnh trang nâng cấp đô thị. Tuy nhiên, các tuyến đường có dự án thi công chật hẹp, mật độ giao thông lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đô thị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 11, đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Điện Biên cùng lãnh đạo một số cơ quan đơn vị của huyện Điện Biên đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư C4 xã Thanh Hưng. Trong năm qua, cán bộ và nhân dân thôn C4 xã Thanh Hưng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhờ đó, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Đến nay, C4 chỉ có 1,7% hộ nghèo và cận nghèo, số hộ có kinh tế khá giàu chiếm trên 70%, thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng trên năm. Trên 90% số hộ đạt gia đình văn hóa, thôn nhiều năm liền giữ vững danh hiệu thôn văn hóa và thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Bí thư Huyện ủy Điện Biên đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, nhân dân khu dân cư C4 đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đồng thời mong muốn thời gian tới, nhân dân khu dân cư C4 nói riêng và xã Thanh Hưng nói chung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã và phấn đấu đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đặt ra. Từ ngày 1 tháng 7, Chính phủ đã điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng trên tháng lên 2,34 triệu đồng trên tháng. Theo ghi nhận, sau gần 5 tháng điều chỉnh lương cơ sở, nhiều chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh cũng đã tăng theo lương. Theo số liệu thống kê của Sở Tài chính, 9 tháng qua trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm hàng tăng giá. Nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng cao nhất là thuốc và dịch vụ y tế, tăng trên 5%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng gần 2%, thực phẩm tăng 0,74%. Riêng trong tháng 10, chỉ số tiêu dùng tăng 0,22% so với tháng 9, với 8 nhóm hàng tăng. Cụ thể, chỉ số nhóm lương thực tăng trên 1% so với tháng trước, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Giá thực phẩm tăng 0,21% so với tháng trước và tăng gần 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo phân tích của cơ quan chức năng, nguyên nhân của việc tăng giá các nhóm hàng này do yếu tố về thời tiết, dịch bệnh tác động đến sự sinh trưởng phát triển của rau màu, vật nuôi, khiến giá các nhóm hàng này tăng. Cùng với đó, việc thực hiện lộ trình tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp của Chính phủ từ ngày 1 tháng 7 cũng đã tác động, làm chỉ số giá một số mặt hàng thiết yếu trong nhóm thực phẩm, đồ uống, thiết bị gia đình cũng tăng cao hơn. Là địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch, chính vì vậy thời gian qua thị xã Mường Lai đã tích cực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch. Thị xã Mường Lai đã tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của địa phương, đầu tư phát triển du lịch theo hướng gắn kết vùng miền, khai thác sản phẩm du lịch gắn liền với các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, các hoạt động du lịch mùa nước nổi trên sông Đà. Các sản phẩm du lịch ở Mường Lai phải kể đến như lễ tế thần sông nước, trưng bày sản phẩm du lịch và trải nghiệm các phong tục tập quán, lướt ván phản lực, bay dù lượn, đua thuyền đuôi én nơi vùng đất ngã ba sông, đã thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch đến tham quan và khám phá. Thị xã Mường Lai đã đón gần 37.000 lượt khách du lịch, tăng hơn 6.000 khách so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 18 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tốt vai trò đồng hành của tổ chức hội nhằm đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững. Thông qua việc thực hiện nhiều mô hình cụ thể và hiệu quả, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc, kịp thời giúp đỡ và hỗ trợ đông đảo hội viên nông dân vươn lên làm giàu. Thông qua hoạt động vay vốn ủy thác của Hội Nông dân xã Quải Nưa, huyện Tuần Giáo, chị Lương Thị Giót, bản Giáng đã có thêm vốn để đầu tư quy hoạch xây dựng chuồng trại chăn nuôi bò theo hướng thương phẩm. Được tiếp cận nguồn vốn vay của quỹ hỗ trợ nông dân, tôi đã đầu tư vào chăn nuôi đàn gia súc. Đến nay, đàn gia súc của tôi đã phát triển và có thu nhập cho gia đình.
Còn tại huyện Điện Biên, hội nông dân các cấp đã đồng hành cùng người nông dân trong việc hướng dẫn định hướng duy trì phát triển hợp tác xã, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi sản xuất, qua đó giúp người nông dân thêm mạnh dạn phát triển kinh tế. Có cái nguồn vốn của bên hội nông dân, thì gia đình cũng liên hệ, gia đình chúng tôi cũng liên hệ với hội nông dân của xã đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ gia đình tôi có một khoản vốn, tức là cũng tương đối. Sau đó gia đình tôi thực hiện và đúng theo cái chương trình và cái dự án của gia đình để vay vốn làm có đúng hiệu quả, đúng chỗ, đúng lúc. Nhằm giúp hội viên nông dân có thêm tư liệu phát triển kinh tế, thông qua Quỹ Hội Nông Dân đã hỗ trợ thực hiện hơn 100 dự án, thu hút trên 600 lượt hội viên tham gia. Trong đó tập trung vào phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và sản xuất rau màu. Ngoài ra, các cấp hội nông dân toàn tỉnh tiếp tục duy trì tổ chức các lớp tập huấn để hội viên được tiếp cận với phương thức sản xuất chăn nuôi mới áp dụng vào thực tiễn. Cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện và đã giúp hộ các cái hộ nông dân là mở rộng cái quy mô sản xuất chăn nuôi, và từ cái phong trào này nó lan tỏa đến rất là nhiều các cái hộ gia đình, giúp các cái hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, giảm nghèo bền vững. Hiện nay thì cái tổng dư nợ từ phía ngân hàng chính sách mà hội đang quản lý là trên 1.300 tỷ đồng và cho trên 20.000 hội viên nông dân vay vốn. Với việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ kết hợp phát động nhiều phong trào thi đua hiệu quả, hội nông dân các cấp đã và đang là chỗ dựa tin cậy của nông dân trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Nhờ đó, đến nay, toàn tỉnh đã có trên 3.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đang triển khai thi công rất nhiều dự án chỉnh trang nâng cấp đô thị. Tuy nhiên, các tuyến đường có dự án thi công chật hẹp, mật độ giao thông lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đô thị. Ghi nhận tại các tuyến đường Trường Chinh, Hoàng Công Chất, tình trạng các đơn vị thi công tập kết vật liệu ngay trên vỉa hè hai bên đường đang diễn ra phổ biến. Bên cạnh đó, nhiều đoạn, việc thi công các hố ga, lát vỉa hè vẫn còn dang dở, trong khi mật độ giao thông tại các tuyến đường này khá lớn, khiến việc tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường từ bụi mịn, vật liệu xây dựng ngổn ngang, ảnh hưởng đến môi trường đô thị. Tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian khá dài, khiến các hộ sinh sống hai bên đường và người tham gia giao thông chịu ảnh hưởng. Việc cải tạo nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn thành phố được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo, làm cho thành phố khang trang sạch đẹp hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, để tránh tình trạng ảnh hưởng đến môi trường đô thị, các đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ và có các giải pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường chung. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 4 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành quyết định số 08 về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện, nên việc quản lý và xử lý chất thải rắn vẫn còn nhiều bất cập. Phản ánh của phóng viên thời sự. Mặc dù đã có biển cấm đổ rác thải và vật liệu xây dựng, nhưng tại khu vực tổ 4 phường Long Bua, thành phố Điện Biên Phủ vẫn tràn ngập rác thải. Tôi ở đây bán hàng thì cũng được 1-2 năm rồi mà tôi thấy người ta đổ vật liệu xây dựng này lâu lắm rồi mà cũng chả thấy ai dọn đi, càng ngày càng đổ dày lên thế thôi. Việc quản lý và xử lý rác thải xây dựng đã được Sở Xây dựng tham mưu cho tỉnh triển khai 13 điểm đổ thải tại một số xã trên địa bàn huyện Điện Biên với khả năng dung nạp gần 5 triệu mét khối rác thải các loại. Nhưng trên thực tế, tại địa bàn thành phố Điện Biên Phủ không khó để bắt gặp tình trạng người dân thản nhiên để vật liệu xây dựng ngay trên vỉa hè. Ngay tại khu vực đô thị hay ven sông, rác thải xây dựng xả thải tràn lan ra môi trường. Hiện tại thì trên địa bàn tỉnh thì chưa có các cái cơ sở xử lý chất thải rắn được cơ quan có thẩm quyền cho chủ trương chấp thuận đầu tư. Do đó thì việc quản lý chất thải rắn, đặc biệt là chất thải rắn xây dựng, thì cũng đang được đổ tại các vị trí theo quyết định của Ủy ban tỉnh. Không chỉ gặp khó khăn trong việc xử lý rác thải rắn trong xây dựng, đối với rác thải rắn sinh hoạt cũng chưa được xử lý triệt để. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do việc phân loại rác tại nguồn còn thấp. Từ thực trạng hiện trạng cơ sở xử lý chất thải rắn và thực trạng thu gom xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh thì cho thấy công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang còn nhiều khó khăn, bất cập, hạn chế, đặc biệt trong công tác thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt vùng nông thôn mới đạt tỷ lệ đang còn thấp 2-3%.
Theo thống kê của ngành chức năng, khối lượng chất thải rắn từ đô thị có khoảng gần 90 tấn trên một ngày. Tỷ lệ rác thải được xử lý, chôn lấp hợp vệ sinh đạt 94%, trong khi lượng chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn phát sinh khoảng trên 300 tấn trên một ngày. Tỷ lệ được xử lý, chôn lấp đạt rất thấp. Thực tế này cho thấy, việc xử lý chất thải rắn trong sinh hoạt và xây dựng đang là bài toán khó mà chưa có lời giải thỏa đáng. Tình trạng vỉa hè lòng đường bị chiếm dụng làm nơi dừng đỗ xe ô tô vẫn đang diễn ra tràn lan trên nhiều tuyến phố tại thành phố Điện Biên Phủ. Theo ghi nhận tại nhiều tuyến đường, trong đó có một số tuyến đường có mật độ các phương tiện tham gia giao thông cao như đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái, Trường Chinh. Mặc dù đã có biển báo cấm, tuy nhiên tình trạng dừng đỗ xe ô tô sai quy định vẫn diễn ra tràn lan. Không chỉ vi phạm đỗ xe nơi có biển cấm, nhiều chủ phương tiện đỗ xe trên vỉa hè, đỗ xe chắn ngang cửa, thậm chí đỗ ngay trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Xe ô tô đỗ sai quy định cùng với ảnh hưởng từ việc thi công một số dự án công trình xây dựng khiến nhiều phần đường bị bó hẹp, gây khó khăn cho việc di chuyển của người tham gia giao thông. Trước áp lực gia tăng lưu lượng phương tiện, thực trạng đỗ xe không đúng nơi quy định đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày thi đấu sôi nổi và hào hứng, Hội thao khối doanh nghiệp Trung ương năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Theo đánh giá của ban tổ chức, Hội thao khối doanh nghiệp Trung ương đã diễn ra với nhiều trận đấu hay, kịch tính. Các vận động viên đã thi đấu hết mình với một tinh thần trung thực cao thượng, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả đến xem cổ vũ. Đặc biệt tại hội thao này, chất lượng chuyên môn đã được nâng lên rất nhiều, nhất là đối với môn bóng bàn. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên đạt thành tích cao tại giải. Đồng thời, ban tổ chức cũng đã phát động đến toàn thể cán bộ, người lao động trong các đơn vị đẩy mạnh hơn nữa phong trào luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.